Liên quan đến thông tin điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tiêm truyền nhầm kali khiến cho một trẻ 8 tháng tuổi ở Hà Nội nguy kịch, chiều nay thì đại diện bệnh viện này cho biết là đã đình chỉ hoạt động chuyên môn của điều dưỡng này. Còn riêng với trường hợp bệnh nhi, hiện đã được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn và vẫn trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng tử vong cao. Cụ thể, ngày 15 tháng 1 vừa qua, bé gái 8 tháng tuổi sau khi sốt cao liên tục, nôn mửa và đi ngoài nhiều ngày đã được gia đình đưa vào khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Đông Anh. Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán tiêu chảy cấp, viêm họng cấp và theo dõi tim bẩm sinh. Đến 23 giờ cùng ngày, trẻ có biểu hiện bụng trướng, mất nước nên được chỉ định cho uống kali clorid 10%. Tuy nhiên, điều dưỡng của bệnh viện lại sử dụng thuốc này để tiêm vào mạch cho trẻ, khiến trẻ bị ngừng tim và được chuyển đến Bệnh viện Sanh Pôn cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ Trang cao ấy, lấy thuốc về tiêm luôn vào cái ống truyền, ống tiêm truyền của cháu ở chân ấy, tiêm luôn vào cho cháu. Sau khi đó thì tiêm xong một cái là cháu co người như này, duỗi chân là cái, lúc đấy là tim cháu ngừng. Trong chiều nay, Bệnh viện Đa khoa Đông Anh đã tiến hành họp báo và tạm thời xác định nguyên nhân là do trẻ bị ngộ độc kali. Hiện Hội đồng kỷ luật đã ra quyết định đình chỉ công tác 30 ngày đối với điều dưỡng Hoàng Thu Trang, đồng thời tiến hành rà soát lại việc thực hiện các quy trình, quy chế quản lý sự cố y khoa, quy định tránh nhầm lẫn thuốc. Khẳng định đây là việc thực hiện sai quy trình chuyên môn trong sử dụng thuốc liên quan đến năm đúng, tức là điều dưỡng đã thực hiện sai đường dùng là tiêm tĩnh mạch thay cho đường uống theo y lệnh. Và ngay sau khi mà phát hiện sự việc nhầm lẫn xảy ra thì kíp trực đã tiến hành ngay, xử lý ngay các vấn đề cấp cứu bệnh nhân cách khẩn trương và kịp thời. Sau khi mà sự cố y khoa xảy ra thì bệnh viện đã quyết định thành lập ngay hội đồng chuyên môn để việc xem xét việc thực hiện cái sai quy trình chuyên môn. Hội đồng kỷ luật cũng đã ra quyết định kỷ luật đối với đồng chí điều dưỡng là đình chỉ công tác 30 ngày đối với điều dưỡng Hoàng Thu Trang. Bệnh nhi hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn với chẩn đoán viêm màng não mủ, nhiễm khuẩn huyết. Mặc dù được điều trị tích cực nhưng bệnh nhi vẫn hôn mê sâu, sự sống hoàn toàn phụ thuộc vào máy móc với tiên lượng xấu. Bệnh nhân này khi mà vào với chúng tôi thì cái nổi trội lên của bệnh nhân vẫn là cái tình trạng nhiễm khuẩn, có tình trạng sốc và suy chức năng của đa cơ quan. Hiện tại thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục hồi sức tích cực, bao gồm cả thở máy chống sốc và điều chỉnh các cái rối loạn. Tuy nhiên cái tiên lượng trong những ngày tới tùy thuộc vào mức độ đáp ứng của bệnh nhân, nhưng mà hiện tại vẫn đang trong tình